Đây tôi đã làm một bài tổng hợp mẫu. Chúng ta sẽ quan sát từ 1122 hướng lên. Thì trên T1 màu vàng là ở 1245, L1 ở 1195. Thì chúng ta chỗ này chúng ta sẽ vẽ được một cái kênh màu vàng. Đấy, kênh màu vàng. Đấy, kênh từ dưới này đi lên đấy. Và bây giờ giá nó đang có xu hướng kiểm lại cạnh dưới của kênh này. Đây. Đang có xu hướng kiểm lại cái dưới này. Và còn một cái kênh thứ hai đó là kênh mà đi từ L1 lên T2. Đi từ L1 màu vàng lên T2 màu vàng. Đó là cái kênh màu trắng này. Đấy, kênh màu trắng, kênh nhỏ hơn. Đấy, đấy là cái nhìn từ xa. Đấy, nhìn từ xa. Thế vậy là để mà nó giá này lên được tiếp thì đầu tiên nó phải qua ngưỡng chỗ khoảng 1350 là nó kiểm lại cái cạnh kênh từ 1122 kéo lên. Đấy. Đấy, chỗ này là một cái vùng kháng cự, vùng kháng cự. Thế vậy là cái chỗ 1.1350 chỗ này là cạnh dưới của kênh mà nó tạo thành một kháng cự. Thế vậy chúng ta nhìn gần hơn để xem là cái điểm vào lệnh nó ở chỗ nào. Đây bật về đồ thị nhỏ hơn H4, L4. H4 thì bắt khởi điểm là từ 1204 thì có một cái kênh tăng. Và bây giờ nó đang ở cái nhịp là từ L2 nhỏ đi lên thằng T3 nhỏ. T3 nhỏ. Đấy. Thế vậy bây giờ chúng ta đang ở cái hiện thời bây giờ đang ở cái đoạn L2 lên T3. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là cái điểm vào lệnh của tối ngày hôm nay là ở đâu. Thì bằng các cái phương pháp cụ thể như sau. Chúng ta focus vào cái đoạn L2 T3 này. Đấy, tập trung vào đoạn L2 T3, phóng to màn hình lên chút. Đấy. Thì ở trên này nó có rất nhiều đường, bây giờ tôi sẽ làm lần lượt lại từng đường một cho anh chị em quan sát. Đây. Đấy có từng nhìn lại chúng ta quan sát. Thì đầu tiên chúng ta thấy là cái vùng mốc lịch sử. Đấy cái đường đầu tiên, đường mốc lịch sử này. Cái đường này là cái đường mà nó đi qua các cái chân nến của ngày hôm trước. Đấy, đây là cái vùng thứ nhất. Cái thứ hai chúng ta dùng cái Fibo kéo từ L2, T1 và L1 này là cái Fibo màu vàng thì cho chúng ta cái giá đó là 1329. Đấy, 1229 là ngay sát bên dưới cho 1131. Đấy, ngay sát dưới. Tương tự như vậy chúng ta sẽ còn có một cái nữa. Đây là bật ở đồ thị nhỏ hơn đồ thị H1 chúng ta sẽ nhìn thấy có mấy cái trend này đây. Đây. Đấy, bật H1 này nhìn cho nó lớn màn hình này. Thì chiếc trend nữa này, kéo từ đáy này này. Hai đáy liên tiếp kéo được một trend line, hai đáy liên tiếp. Đấy. Hai đáy tiếp, đấy đáy này và đi qua đáy này. Chúng ta được một trend line, đây là trend tăng giá. Thế về nguyên lý là giá đang nằm ở trên trend tăng thì mình chỉ chờ giá test lại trend và chúng ta là vào lệnh mua. Thế vậy là tại thẳng cái thời điểm như hiện tại bây giờ là nếu như nó kiểm lại trend thì sẽ có giá là khoảng 1333. Đấy, tại trend này 1333. Và hôm qua thì chúng ta có một cái trend trend nối đỉnh với đỉnh nha. Đấy. Đỉnh với đỉnh. Đấy. Đỉnh cũ T1 đi qua cái đỉnh của hôm qua 1339 1340. Thì đêm qua nó đập trend này một lần. Thế vậy nếu như mà nó về cái vùng giá 33, 34 này, 33 này để cho chúng ta khớp lệnh mua thì giá chuyển động đi lên cạnh trên của cái trend này nó sẽ có giá khoảng 1347. Đấy chỗ này, khoảng chỗ này. Đấy 1347. Đấy cái vùng đấy là cái vùng mà chúng ta sẽ phải chốt chốt lợi nhuận. Bởi vì là 1347 này, xong rồi đến ngay bên trên là 1350 là cái cạnh dưới của kênh tăng này, cái cạnh dưới của kênh tăng này. Cái dưới cái răng tít mù rồi kéo lên thì bây giờ nó đang có xuống kiểm lại chỗ này ở gần chỗ chúng ta đang đứng đang là 1351 đây chúng ta nhìn ở trên thẳng cái đường này kéo vào đây đấy 1351 đấy là chính là cái trend mà nó kéo từ dưới này kéo lên đấy kéo từ xa đấy. Đấy thì chỗ này nó là 1351. Thế vậy là nếu như đêm nay chúng ta nó giá chuyển động về khu vực 1333 để chúng ta có nhịp mua lên thì đến cái khu vực là 1347 đến 1351 là chúng ta sẽ phải thoát trạng thái là chốt lệnh, bởi vì cái vùng này là cái vùng mà hội tụ rất nhiều thứ, hội hội tụ rất nhiều thứ, phân tích kỹ thuật nó hội tụ ba bốn thứ ở đây, một là cạnh trên của trend này, cạnh dưới của kênh tăng này,
và FE 100 nó là bằng 1349. Đấy, 1349 nó nằm giữa của kẹp giữa cái vùng này. Đây tôi nốt lại cho anh chị em nhìn nó dễ. Đây cái vùng này. Đấy cái vùng này là cái vùng mà nó là cái vùng mà nó hội tụ rất nhiều thứ ở đây. Đấy. Đấy vậy là ở đây chúng ta nhìn thấy là cái vùng mà để cho chúng ta mua lệnh mua đó là 1333 ở chỗ này. Đây nốt lại chỗ này nhé, 1333. Đấy 1333 chỗ này. Đấy. Phía trên của cái trend line tăng giá. Thế vậy là chúng ta dùng nhiều thứ thì nó tăng được cái độ chính xác lên. Hai nữa là chúng ta phải sử dụng một cái Fibo nữa, đó là L1 kéo lên T2. Đấy, kéo T2 này. Đấy. Thì cái chỗ 33 nó trùng vào 23,6. Đấy, chính xác là 23,6 luôn. Đấy, 23,6 đây này. 23. Đấy, 1333. 1333,58. Đấy, thì nó bằng 23,6. Đấy, vậy là tóm lại là cái điểm để mua tuyệt vời cho đêm nay nó cỡ trên vùng 33. Đấy, mua trên 33. Đấy, từ chỗ 1333 này là chúng ta sẽ có nhịp để mua lên. Và sau khi tìm được điểm mua lên 1333 rồi thì chúng ta phải tính được điểm cắt lỗ. Đấy, thế vậy là điểm cắt lỗ ở đây nó là cái vùng 1329 là nó hội tụ rất là nhiều thứ. Đấy, vậy là cái kênh tăng này, mọi người nhìn thấy cái kênh tăng này, kênh tăng này cho đậm lên tí cho nhìn nó dễ. Đấy, kênh tăng này cộng với cái trend line này thì khi mua ở trên trend line này, đây cái trend line này. Đấy, khi mua trên trend line này thì chúng ta phải cắt lỗ ở dưới cái kênh tăng này. Cắt lỗ dưới cái kênh tăng màu trắng này. Kênh tăng màu trắng này là nó đi qua chỗ thẳng chỗ bây giờ đang đứng ở cỡ khoảng 1328. Đấy thì mình chỉ cần cắt lỗ dưới 1328 là được. Đấy thì mình mua ở khu 1333 và cắt lỗ dưới 1328. 1328 thì chúng ta để cỡ khoảng 1327. Đấy. 1327. 1327 thì nó lại trùng đúng vào cái thằng gọi là Fibo 38.2. Cho nên mình phải tụt dưới thằng đấy một giá nữa. Đấy. 1327 này trùng đúng với lại cả 38.2. Đấy, cho nên chúng ta sẽ để cắt lỗ là 1326. Đấy, 1327 chính là 38.2. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ phải để cắt lỗ 1326, mua ở trên 1333. Đây, chúng ta sẽ có một cái nốt lại là buy là trên 1333 và SL thì yêu cầu phải nhỏ hơn 1327. Đấy, nhỏ hơn 1327 và take profit là TP là ở cái vùng là 1346. Đấy là cái nốt lại cho chúng ta cái nhịp này. Đấy, cái kết hợp ở trong này cũng là kết hợp rất nhiều thứ, một là kênh này, trend line này, Fibo này, mô hình này và cả các cái đường kháng cự hỗ trợ. Đấy, kháng cự hỗ trợ chúng ta nhìn ở bên cạnh để kiểm tra lại nhé. Mua ở trên 333 thì chúng ta thấy là gì, 1329 nó là S1. Đấy, 1329 này nó đang là S1 và chúng ta để cắt lỗ dưới, để cắt lỗ như ở bên này chúng ta đang để SL là 1327 thì nó hoàn toàn thỏa mãn là nằm dưới thằng S1. 1329, 1329.8 là 1330 rồi, 1330 là S1 và cắt lỗ ở đây chúng ta đang để là 1327. Đấy, 1327 và dưới 1327 thì mình để 1326, như thế là cái điểm cắt lỗ là hoàn toàn thỏa mãn theo cái hệ Pfeiffer. Và điểm take profit là chúng ta để bên này là 1346. Thì chúng ta quan sát bên cái hệ Pfeiffer bên này là điểm L1 là nó bằng 1346.9. Đấy thì là cái điểm này nó cũng rất là thỏa mãn là take profit ở khu vực R1. Đấy, thế vậy là cái điểm vào lệnh cho đêm nay chúng ta sẽ có cái điểm là khu vực là mua ở trên 33. Đấy. Khi giá chuyển động từ đây về đây là trên 33. Mặt khác thì chúng ta quan sát thấy là gì, đưa cái tool level 2.2 vào. 2.2 vào để chúng ta quan sát thêm cho nó trực quan. Đây chúng ta thấy này. Đấy. Thế vậy là như ở trên này. Ở nhìn ở trên đồ thị nhỏ hơn bởi vì chúng ta giao dịch daily trading nên chúng ta thì quan sát ở đồ thị bé hơn. Chúng ta nhìn thấy là gì? Ở đây nó vẫn đang hệ thống trong kênh, hệ thống kênh tăng. Hệ thống kênh tăng đây. Cái này để cho nó hiển thị cả trên đồ thị nhỏ nữa. Đấy, cái đường này lùi xuống M30. Đây nó vẫn đang trong hệ thống kênh tăng. Kênh tăng dưới lên này. Và chúng ta thấy là gì? Xét 2.2 thì ở trên đầu này là bóng 3 này, xuống đây là 2 này, đây này là 2 này. Thì như này nó cần thiết nó phải có một nhịp giảm về đây để ra bóng số 3 đúng không nhỉ? Đấy, nó cần thiết nó phải có một nhịp giảm về đây để ra bóng số 3 để cân đồng mức với lại thằng ở phía trên. Đấy, đồng mức với thằng số 3 ở trên. Đấy. Nó cần thiết phải có một cái nhịp giảm như vậy để ra cái số 3 đâu đó ở chỗ này.
và lúc này kết thúc cái nhịp giảm từ đây đến đây là kết thúc L2, hay còn gọi là đây là L2 nhỏ, nó đi theo nhịp là ABC đúng không nào? Đây này, từ đây đến đây là A, phục hồi đây là B, và từ đây xuống đây là C, và kết thúc thằng L2 con ở đây, và sau đó từ đây bắt đầu nó mới có nhịp là tăng trưởng từ khu vực này tăng lên, được chưa? Đấy, đấy là cái diễn biến của phiên Mỹ trong ngắn hạn đêm nay. Đấy, như vậy là cái vùng mua là cái vùng màu xanh dưới này, và vùng take profit là vùng màu xanh phía trên. Đấy, là có hai vùng. Đấy, nhiệm vụ hàng ngày chúng ta sẽ phải tìm ra là nếu daily trading chúng ta giao dịch hàng ngày thì hàng ngày chúng ta phải tìm ra được cái vùng hội tụ phía dưới. Nếu như đang là kênh tăng, tìm ra vùng hội tụ phía dưới để mua lên, và tìm ra vùng hội tụ phía trên để chốt lãi. Đó, anh chị em hiểu thế này ạ. Đấy. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó là từng đấy bước, từng đấy công thức mà giúp chúng ta chỉ tìm ra hai vùng. Một là vùng mua, hai là vùng chốt lãi. Đấy. Đấy là cái phân tích tổng hợp cho cái bài đêm nay.